Được đó, nhưng chưa phải là bây giờ. Mày cứ yên đó, đợi chỉ thị rồi mới được hành động, biết chưa? Tuyệt đối không được cháy lại. Được, tôi biết rồi. Mẹ kiếp, dám chĩa súng vào đầu tao à? Dám xông vào đến tận nhà tao à? Tạ Thiên Khánh, ông dám hăm dọa cả tôi sao? Một ngày nào đấy tôi sẽ lấy mạng cả ông luôn đấy. Rõ chết. Con mụ này có vấn đề về thần kinh, liệu có tin tưởng được cậu ông chủ? Cứ giữ mụ ta lại để đối phó với Huỳnh Long, nhưng nhớ phải kiểm soát, đừng để như Kiều Loan là hỏng việc đó. Vâng, ông chủ yên tâm, tôi đã cho người kiểm soát mụ ta. Nếu mụ ta có hành động nào bất thường thì xử lý luôn. Được. Tôi không đồng ý, lợi nhuận phải chia chác như cũ. Bây giờ tôi muốn lợi nhuận phải chia 7-3, tôi 7, ông 3. Đơn giản là gì? Nếu không có tôi thì làm sao ông có thể phân phối Flatca ra thị trường Việt Nam? Ông chỉ việc ngồi một chỗ bấm nút cung cấp, còn tôi phải thiết lập cả một hệ thống tiêu thụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm gáy và dừa cột. Cô nên nhớ, cô được ai móc lên từ sau khi cô ra tù vì tội bán dâm hả? Cô không có tư cách đòi chia chác phần trăm với tôi. Như thế này thì đã đủ. Sẽ nói câu tôi không có tư cách đòi chia chác phần trăm với ông, nên tôi đã cẩn thận ghi lại đoạn phim mà ông say mê con điếm mới ra tù như tôi. Đây chỉ là bản sao thôi, và còn những bản khác tôi sẽ gửi cho vợ ông, phu nhân Mạc Cẩn Qua. Cô nên biết, cô đã đi quá giới hạn của mình rồi. Cô đừng trách tôi là không nương tay. Ông nên nhớ, ông cần tôi, còn tôi thì đang giữ bí mật của ông. Tôi mà chết sẽ kéo theo ông đó. Tốt nhất
là tôi với ông cùng hợp tác. Có gì cứ gọi cho tôi, ok? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giết tôi. Nếu như đã chết rồi thì không còn gì là bí mật nữa, đúng không? Chị Nhi, chào ông chủ. Chào ông chủ, dạ chào ông chủ. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nói ngay về công việc. Hai người cũng đã được nghe qua về công việc này rồi, đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là làm thế nào chúng ta phải đưa một lượng gái qua Macau mà không bị nhà chức trách dòm ngó. Vận chuyển thì phải linh hoạt bằng nhiều cách, và phương pháp cũng phải thay đổi như là lắc ca vậy đó. Nhưng mà lần này không phải hàng hay đồ vật mà là người sống. Hơn nữa tôi muốn tất cả bọn họ được gắn cái mác là gái hạng sang. Vậy thì giá chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Gái hạng sang á thì ở Việt Nam họ cặp với đại gia là cao giá rồi. Bây giờ mình đưa họ qua bên đó được có mấy người thôi. Hay làng giày đi, tôi qua bên đó tôi đào tạo họ tại chỗ luôn. Như vậy á mình khỏi phải mất tiền đưa qua đưa lại. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mà mình kêu mấy con nhỏ có thương hiệu ở đây là tụi nó hay hét giá trên trời lắm ông chủ. Như vậy là mọi người chưa hiểu ý của tôi rồi. Ý của tôi là những cô gái đó sẽ do chúng ta đóng mát cho họ. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút vốn mua cho họ cái thương hiệu người đẹp, siêu mẫu hay hot girl thì bọn họ sẽ vui vẻ cho chúng ta. Tổ chức ra một cuộc thi người đẹp lần này á, tôi muốn cuộc thi thật là hoành tráng. Thậm chí tạo ra scandal cho bọn họ để cho nhiều người biết đến. Với bất kỳ hình thức nào, miễn là gà của chúng ta phải có mắt xịn là được. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử đúng là không sai mà. Sao chị lại có ý tưởng hay như vậy? Tốt lắm. Đã chơi thì phải chơi tới kìa. Tôi sẽ đầu tư cho vụ này. Hai người chịu trách nhiệm tổ chức và lo đầy đủ thủ tục để chúng ta có thể nhanh chóng mở ra một cuộc thi tuyển chọn. Đối với lại kênh báo chí truyền thông phải cần được chăm sóc ngay từ bây giờ. Dạ, tôi sẽ liên lạc với lại đạo diễn để họ lên chương trình. Còn cô á thì lo về phía báo chí đưa thông tin đăng tuyển. Tôi thấy hào hứng chuyện này quá. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt giải thưởng là một chuyến đi Macau và kết hợp cho những cô gái được đào tạo thành những siêu mẫu quốc tế. Như vậy chúng ta vừa có thể đưa người một cách hợp pháp, vừa có thể khuếch trương thanh thế của cuộc thi. Như vậy thì cuộc thi của chúng ta sẽ được nhiều người biết đến, và mác của món hàng sẽ được nâng giá lên. Hay quá. Ông chủ, hay là cho tôi qua Macau đi, để tôi làm trợ lý cho cô chủ. Với lại sẵn đó tôi thăm anh Việt luôn. Tôi thấy cái không khí bên đó nó phù hợp với tôi hơn. Ở Việt Nam còn nhiều việc phải lo hơn. Cậu cứ hoàn thành xong cái phi vụ này đi rồi hãy tính tiếp. Bên đó cũng có người làm việc rồi, cậu không phải lo. Rồi cơ hội sẽ tới thôi. Update phần mềm bảo mật quản lý. Thằng Dũng nó cài cái gì ở trong mà sao mở hoài không được. Vào đi. Mày muốn kiếm tao với thằng Dũng để làm cái gì vậy? Dũng, cậu cài cái gì vô hệ thống mà tôi mở hoài không được? Đã nói là không được can thiệp vô hệ thống mà.
chỉ là một cái phần mềm bảo mật mới mà thôi. Hôm trước tôi cũng đã nói qua với anh rồi mà. Sao vậy? Anh mới không được hả? Mấy cái này cũng đơn giản lắm. Phần mềm này là ứng dụng để kiểm soát nhân viên của chúng ta, để xem là họ đang làm gì, có mặt ở công ty của chúng ta hay không. Tránh trường hợp á, như người giao mạng để chơi game thôi. Tôi đã nói rồi, cậu không được can thiệp vào hệ thống, phải được sự đồng ý của ông chủ. Tại sao cậu tự tiện làm như vậy? Cái này á, tôi làm trước khi nói với anh lận. Hơn nữa, tôi tưởng là anh có thể dễ dàng mở khóa được cái này, nên tôi nghĩ là tôi không cần phải đưa mật khẩu cho anh. Xin lỗi nha. Việc phụ trách IT ở trong công ty là do chính tao đích thân giao cho nó đó. Mày lấy cái quyền gì mà mày cấm nó không được can thiệp vô? Ông chủ nói chưa có lệnh của ông ấy thì bất kỳ ai cũng không được mở. Ê, tôi vẫn chưa hề đụng tới máy chủ đâu nha. Anh nói như vậy á là vu oan cho tôi rồi. Mày nên nhớ, ở đây tao cũng là chủ. Mày ăn nói cái gì á thì cũng nên cẩn thận chút xíu. Mày biết hậu quả thế nào đúng không? Báo chuyện này cho ông chủ mới được. Đã lâu lắm rồi anh em mình không nhậu một bữa phải không anh? Hôm nay ngọn gió nào lên qua chơi, mời anh uống trà. Trà ngon quá. Ngon hả? Anh biết không, trà này là con gái tôi mang từ Macau về đó. Nhân tiện đây đó thì tôi cũng xin tặng anh một chút quà để anh bồi bổ sức khỏe. Sao anh khách sáo quá vậy? Có gì đâu mà khách sáo. Hả anh? Tôi coi anh như là người trong nhà mà. Có gì đâu, anh đừng ngại. Tôi chỉ chia sẻ với anh thôi. Ủa, hôm nay anh qua đây có việc gì không? À, tình hình an ninh trật tự bây giờ cũng khá phức tạp. Dạ. Yeah. Tôi nhắc nhở anh nên cẩn thận, nhất là con gái của anh á. Dạ. Yeah. Không có nên đi chơi về quá khuya. Dạ, yeah, thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Còn mấy cậu thanh niên ở nhà anh, dạ sao ạ? Đã hết hạn tạm trú tạm vắng rồi, nhắc nhở họ để đăng ký lại. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Ngay ngày mai đó tôi sẽ làm ngay ạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh quá. Dạ. Tôi cũng nói luôn, nếu như địa phương có cần tôi giúp gì á, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Dạ. Dạ. Nếu mà dân địa phương mình á, ai cũng suy nghĩ được như anh là hay quá rồi. Anh là mạnh thường quân nổi tiếng ở khu vực mình mà. Có gì đâu anh, trời cho mình lộc để mình làm ăn á. Mình phải biết chia sẻ với mọi người chứ anh. Dạ. Dạ. Tôi thay mặt ủy ban nhân dân phường thành thật cảm ơn tấm lòng của anh. Dạ, không có chi. Dạ, cảm ơn anh. Mời anh uống nước. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Con ơi, con, cô y tá ơi, con tôi nó bị sao mà nó giật giật vậy cô y tá? Bác bình tĩnh lại đi, để tôi gọi bác sĩ cho nghe. Bác bình tĩnh. Con tôi có làm sao mà nó giật quá trời cô y tá ơi? Con ơi, con ơi, con có sao không con ơi? Dạ bác cứ yên tâm, đã có chúng tôi lo rồi nghe bác. Bình tĩnh lại đi bác. Tôi mời chị qua đây. Bác sĩ ơi, con tôi nó bị làm sao mà nó giật giật hoài bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, con tôi bác sĩ. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã dương tính với ma túy, một loại ma túy tên là Black Ca. Bây giờ tình hình con tôi sao bác sĩ cứu nó đi bác. Hiện sĩ nạn nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, người nhà không phải lo nữa. Lúc này đang cần sự yên tĩnh, người nhà nên để cho bệnh nhân ở một mình đi. Mấy anh công an ơi, mấy anh giúp tôi bắt hết bọn buôn ma túy giùm tôi đi. Vì nó mà con tôi sắp chết nè. Mấy anh giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi nghe mấy anh. Chị, xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dạ, tôi cảm ơn mấy anh. Bây giờ, anh chị hãy cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về những mối quan hệ của con trai anh chị. Trời, con tôi. Cháu thường qua lại với đối tượng nào, ở đâu? À, tôi nhớ rồi. Con trai tôi thường đi chơi với một nhóm bạn. Dạo gần đây tụi nó đi chơi đêm nhiều lắm, có khi nó đi đến sáng luôn đó mấy anh. Mấy anh làm ơn giúp tôi nghe, giúp tôi tìm ra bọn nó nghe mấy anh. Vậy anh chị có nhớ những địa chỉ hay những nơi nào con trai anh chị thường tụ tập hay không? Nơi tôi nơi nhớ nào? Địa chỉ
một vài thằng bạn thường tụ tập với nó. Vừa mới có thêm một bệnh nhân nữa nhập viện do ảnh hưởng sau khi sử dụng lắc ca. Cậu bé mới chỉ 16 tuổi, tình hình đang gia tăng cách chóng mặt. Lên cho con ông F21 nhanh chóng tìm mọi cách tiếp cận và lọt vào đường dây của Adeline. Hết. Tiếp cận Adeline, mình phải làm sao bây giờ? Alo, em nghe nè anh. Sao anh gọi cho em nhiều lần rồi nhắn tin nữa mà em không trả lời vậy? Dạ em xin lỗi, tâm trạng của em không được tốt, em muốn nghỉ ngơi, em để chế độ yên lặng, không biết anh gọi tới có chuyện gì không anh? Không, anh muốn gặp em thôi, có được không? Dạ. Anh tặng em nè. Bản nhạc và bó hoa thay cho lời xin lỗi của anh. Anh mong em sẽ nhận. Bó hoa đẹp lắm. Em cảm ơn anh đã hiểu cho em. Đây đúng là công việc mà em yêu thích, cho nên là cơ hội đến em không thể nào bỏ được. Anh hiểu mà, cho nên anh mới xin lỗi em. Kể từ bây giờ những gì em muốn, có nghĩa là anh muốn, có nghĩa là mọi người phải muốn, và sẵn sàng đáp ứng. Anh nói thiệt không? Có bao giờ nói xạo với em đâu. Nè, bữa nay thấy sao? Mày vui không? Vui chứ mày. Cuối cùng ấy cũng chấp nhận tao. Cảm ơn mày nhiều nha. Ủa, sao ba chưa ngủ nữa ba? Con ngồi xuống đi, ba muốn nói chuyện với con. Dạ. Dạ, vậy tôi xin phép. Ba già rồi, tất cả cơ nghiệp này sẽ là của con. Dạ. Con phải ráng trưởng thành để mà làm việc. Con đừng đi chơi nhiều quá. Nói thật với ba chứ, của cải thì không phải là tất cả đối với con. Quan trọng nhất là ba công nhận và tin tưởng con. Vậy thì ba tin tưởng con. Con phải nghĩ cách đưa Flaca vào Việt Nam càng sớm càng tốt. Con làm được không? Dạ được chứ. Con sẽ suy nghĩ rồi mai con trả lời cho ba.
Hay là tương tư nàng quá ngủ không được đúng không? Tao đang có công chuyện quan trọng nè mày ơi. Chuyện gì vậy? Với tính cách của mày thì có chuyện gì khó khăn hơn là mày muốn cưa đổ anh Thư chứ? Mày cứ giỡn hoài. Chuyện này liên quan tới sống còn luôn đó. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nói thử coi. Mày mày hứa là không được nói ra nha. Được rồi, nói đi. Tại vì cái chuyện nó quan trọng, mày nói ra là chết luôn đó. Không nói nha, mày thề đi. Hay là đang muốn giấu em Thư quen nhỏ khác hả? Không phải, mày điên quá. Nói chứ cái chuyện này tại ông già của tao á, ông đang muốn đưa cái Lacca vô Việt Nam để phát tán. Mà cái hàng này là độc quyền, xì ra ngoài một cái coi như là bể liền. Cho nên ông bắt tao là từ đây tới ngày mai phải đưa cho ông một kế hoạch làm sao để mà chuyển hàng vô đây được an toàn mà nhanh nhất có thể nữa. Bây giờ mà tao không làm được á, ông có hết tài khoản của tao luôn đó. Ông mà bây giờ chặn tiền tao thì thôi ông giết tao luôn đi chứ chặn chi nữa. Nè, mày giúp tao đi. Tao suy nghĩ nãy giờ nát óc rồi mà không ra mày ơi. Nói cách nào ông cũng không chịu hết trơn. Mà mày đừng có nói ra nghe. Ông mà biết được coi như là tao chết luôn á. Chỉ mình tao với mày biết chuyện này thôi. Ba của mày mà biết cái chuyện mày nói với tao là tao cũng chết theo luôn. Thì mày đừng có nói. Mày không nói tao không nói lấy gì ông biết. Tao cũng nghĩ nhiều cách lắm rồi mà nãy giờ không có ra. Mà bây giờ tao phải làm công. Mày theo thằng Nhất. Tối ngày cũng là thằng Nhất. Coi thường tao, tao quê chứ. Thôi được rồi, tao sẽ ráng suy nghĩ. Mày về ngủ đi. Rồi trong ngày mai nữa nha. Ngày mai mày phải có cho tao đó nghe. Vậy là ngày mai tao với mày qua đây live chơi. Tao muốn đưa Thư qua bên đó. Thôi, ngày mai tao có việc rồi. Mày điên mình đi. Ừ, thôi ráng suy nghĩ giùm tao đi. Ừ. Nè. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Con vừa mới chuyển hồ sơ cho chú đó. Đó là hồ sơ mà con muốn nhờ chú giúp tìm cho con công thức có thể trộn muối tắm trong mấy cái spa với placa để chúng hòa lẫn, có thể qua mặt được an ninh hải quan. Vấn đề là chúng ta vẫn có thể bóc tách Lacca sau khi đoạt được chúng, đúng không? Dạ, chính xác. Được, sẽ có người chuyển cho cậu công thức. Cậu còn chuyện gì nữa không? Cái con yêu cầu đã có chưa? Đã có rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên học tủ ngay trên đầu cậu. Đó là thuốc chống ảo giác Lacca. Đó là dạng thuốc xịt phòng chống cực tốt ảo giác Lacca khi thâm nhập vào hệ thần kinh cực mạnh. Dạ, cảm ơn chú. Cậu vẫn còn nhớ số khẩn cấp chứ? Dạ, tất nhiên là nhớ. Cậu phải hết sức cẩn thận. Trong tình huống bại lộ, cậu biết phải làm gì rồi, đúng không? Dạ, con biết. Chú cứ yên tâm. Tốt. Con xin phép chú. Cậu về đi.
Hôm nay em trang điểm mặc đồ nhìn rất là đẹp đó. Cảm ơn anh, nhưng mà em thấy hơi đậm. Nhưng mà hôm nay muốn tới đây để cho em đi làm một chút ấn tượng. Em là một cô gái rất đặc biệt, mặc cái gì cũng đẹp hết. Mình vô em. Mấy cái mẫu hàng thiết kế kỹ lắm đó. Mấy đứa phải tập dượt diễn cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Kỳ này dạ. Là số lớn đó, biết không? Dạ chào anh. Mấy đứa đi qua phòng tập đi. Dạ. Dạ. Trời ơi, bông hoa đẹp nhất giường đã tới rồi. Ngồi đi cưng. Dạ. Ngồi đi. Ngồi đi cưng. Thiếu gia Quỳnh Nam, bữa nay rảnh hay sao mà ghé qua đây vậy? Phải hộ tống người đẹp đi thì mới yên tâm được. Anh nói vậy là không tin chúng tôi rồi đó. Chỗ tập trung nhiều người đẹp như vậy thì bao giờ cũng phức tạp. Mà người yêu của tôi là người đẹp nhất, cho nên tôi càng thấy lo chứ. Anh đừng nói vậy, em thấy ngại lắm. Anh đừng có nghe lời ảnh nha. Mắc công mấy chị trong công ty nghe được thì thôi được rồi, bây giờ mình vừa uống trà vừa nói chuyện nha. À, thưa uống cái gì? Uống sinh tố để cho đẹp da nha. Dạ thôi, em không uống đâu, cảm ơn anh. Vậy thôi uống nước trà đi. Bây giờ vậy nha. Dạ. Cái này á là cái lịch tập của công ty. Em cứ coi đi, rồi sắp xếp thời gian giùm anh. Ha. Cảm ơn anh. Anh biết không, nghề người mẫu á là nghề mà em yêu thích đã rất lâu rồi. Bây giờ em mới có cơ hội á. Em biết á là phải nỗ lực nhiều lắm thì mới thành công được. Trước giờ em muốn có cơ hội để luyện tập mà không có. Cái ý của em giống y chang với ý của anh vậy đó. Sắp tới công ty có nhiều show biểu diễn lắm. Em mới là người đẹp nhất rồi. Dạ. Vậy là ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi. Nếu em chịu nghe lời quản lý của công ty thì cái chuyện đổi đời của em chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe anh nói á khiến em hào hứng quá. Được làm nghề mình thích á đã là may mắn lắm rồi, mà lại á kiếm được tiền từ nghề đó nữa, vậy là em còn mong gì hơn được nữa hả anh? Đây anh Nam uống trà đi. Đây nè, đây là hợp đồng mẫu của công ty, em cứ về coi đi ha, rồi có gì mình ký hợp đồng luôn. Thôi được rồi, tối nay em về em sẽ đọc kỹ, rồi mai em trả lời cho anh nha. Nè, người ta thường nói á, cái cơ hội để mà em tỏa sáng ở trong đời á chỉ có một lần thôi, hả? Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em ra ngoài chờ anh một chút đi. Dạ. Nhớ suy nghĩ cho kỹ ha. Dạ, vậy thôi em đi ra ngoài nha, cảm ơn anh. Em ra ngoài trước nha. Tôi dẫn cổ tới đây á là vì cổ quá thích làm người mẫu, nhưng mà trước sau gì tôi cũng lôi cổ ra thôi. Liệu hồn đừng lôi cô ấy vô đường dây của anh, anh biết chưa? Yên tâm đi, tôi không bao giờ dám đụng vô cái bông hoa của anh đâu. Hiểu không? Là cái đồ mê gái. Để coi anh ta giữ con nhỏ này được bao lâu. Ủa, nãy giờ nghe hết rồi hả? Nè, tôi dụ nó ký hợp đồng xong rồi đó. Bây giờ muốn cái gì nữa đây? Muốn gì á thì từ từ rồi mình sẽ thấy. Tôi nói thiệt á, tôi không có lạ gì cái âm mưu của cô hết. Giờ cô cũng đã nghe thằng Nam nói rồi, đụng tới cái con đó là nó giết tôi. Cha con nó không phải là loại người vừa đâu. Thằng Nam nó có máu điên đó. Làm gì có con nào mà chê tiền chứ. Nó thấy ngon á là tự nó xông vô liền à. Tự nhiên anh vô can chi vậy?
Nhưng mà anh Nam á cũng không tài nào bao nó lâu dài được đâu. Cứ để đó cho em. Bà hay quá ha. Ai gọi vậy ba? Ai gọi vậy ba? Alo, tôi nghe đây. Tôi muốn báo cho ông biết, công an đang điều tra công ty của Thiên Minh. Ai cũng biết Quỳnh Nam trước đây có quan hệ mật thiết với Kiều Loan. Chắc chắn là người ta sẽ lần ra được mối quan hệ này. Tôi chỉ sợ bất lợi cho Quỳnh Nam. Có chuyện gì? Chỉ là mối quan hệ nam nữ bình thường, có gì đâu mà quan tâm. Nhưng mà công ty của ông đã nhiều lần tổ chức sự kiện với công ty Adelaide, mà Thiên Minh thì có quá nhiều điểm để cho công an họ sợ gáy. Em chỉ lo chuyện này sẽ rắc rối và mình bị liên lụy mà thôi. Tôi xin cảm ơn về thông tin này. Bây giờ cậu nghe ngóng thêm những sự việc khác thôi. Tôi không quên ơn cậu đâu. Cẩn thận mỗi khi xài điện thoại đó. Em biết rồi. Có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại liên lạc với anh sau. Bên công an mà sợ gáy Quỳnh Nam sẽ truy ra công ty Quỳnh Long Nam. Lúc đó mình cũng chết chắc chứ không phải giỡn chơi đâu. Ba ghi âm lại tất cả các cuộc điện thoại cho ba. Ba muốn lưu kỹ lại để ghi vào hồ sơ riêng của ba. Lỡ có chuyện gì, mình tốt nhất là phải nắm được cán bọn chúng. Mình đâu có biết ngày mai ra sao đâu. Sự phản bội nó luôn rình rập chúng ta. Nghe tài này nói chuyện là biết hắn không hiểu gì về công ty của mình rồi. Ba đã đề cao cảnh giác quá rồi đó. Không thể tin tưởng được bất cứ đứa nào, nhất là một đứa hai mặt. Mọi chuyện trong công ty chỉ có ba và con biết thôi. Ba nè, con nghe nói vụ Kiều Loan chết ôm sờm lắm, liệu có ảnh hưởng tới công ty mình không ba? Có chứ, nó khiến chúng ta phải nằm yên cả tháng rồi. Mọi thứ đã gần như cạn kiệt, bà ta thì không dám manh động. Với lại tôi không biết bao nhiêu tiền của. Gọi Huyền Nhi cho tao. Vâng. Mau lên. Giờ đây ông chủ. Tôi nghe đây ông Khánh. Mấy hôm nay không biết tin tức của cô, tình hình làm ăn ra sao rồi? Cô định chừng nào xúc tiến? Hả? Hả? Tôi đang về Việt Nam để lo vụ này đây. Ông chờ chút đi. Ông yên tâm đi, tôi nói được là được. Tôi là người giữ chữ tín mà. Nhưng ông nên nhớ, ăn chia là phải đều đó nha. Tất nhiên rồi. Tạ Thiên Khánh này làm ăn trong chốn giang hồ, luôn lấy chữ tín làm đầu. Cô yên tâm đi. Rồi, được rồi. Ông cứ yên tâm đi nha. Ok, ok. Ok, chào ông. Mời em. Mời anh. Đây, em có cái gu lạ hả? Em thích những món ăn dân dã, món rau đồ. Được. Lúc nào em cũng thích ăn mấy món dân dã như vậy hết á. Ừ. Em thích thì ăn nhiều chút xíu đi. À. Cảm ơn anh. Hồi trước á, lúc mẹ anh còn sống anh cũng hay nói mẹ anh là nấu những món rau như vậy đó. Anh thích ăn rau lắm. Em thấy tội nghiệp anh quá. Phải xa mẹ sớm quá. Quen rồi em.
ba má đang làm gì. Ba má có khỏe không? Ủa em sao vậy? Có tâm trạng gì hả? Tại em, em thấy lo lắng. Em không biết là mình có thể trụ lại ở công ty Anyline bao lâu nữa. Công việc đó thật sự nó không dễ dàng đối với em. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó em không phải lo. Công ty đó anh nắm trong tay mà. Anh muốn nó sống thì nó sống, anh muốn nó chết là nó chết à. Ủa, bộ anh có cùng vốn với Thiên Minh hay sao mà anh có quyền sinh sát vậy? Con đã học xong đại học, giờ đang thực tập trong một công ty có uy tín trên Sài Gòn. Ba má yên tâm nha. Con nhớ nhà, nhớ ba má lắm. Nhưng vì công việc nên con phải đi xa. Con xin lỗi vì không ở cạnh chăm sóc cho ba má được. Ông nè. Hả? Con Thư nó làm việc ở trên Sài Gòn á, mà nó có tiền gửi về cho mình đây ông nè. Không biết nó làm cái công chuyện gì, cũng không biết nó có bị ai dụ dỗ bậy bạ không ông. Cái bà này, con nó đã lớn rồi, nó cắt cổng tiền bạc nó làm, rồi nó gom lại nó gửi về cho ba má nó xài. Có vậy thôi mà bà xài tiền mà bà cũng là si diễn này nọ nọ kia. Riết rồi, thôi tôi đi chợ huyện tôi nhậu rồi mai tôi mới về. Ông đi nhậu mà sao ông ăn mặc chỉnh chu quá vậy? Trời ơi, tôi đi ăn đám giỗ bà có biết không? Cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Cái bà này. Trời ơi. Sao cứ dạo này chiều tối là kiếm chuyện đi vậy ta? Chị Tư ơi. À, cái lưới của tôi xong chưa? Anh chờ tôi một chút nha. Lưới của anh nè. Anh Tư. Nè anh Tư, anh cho tôi quá gian á, ghé ra ngoài chợ huyện chút xíu nha. Dạ dạ, chị lên đi. Mà sao giờ này anh ở trên chợ huyện mà chị cũng lên chợ huyện vậy? Ờ không, tôi lên tôi mua chút đồ mà. Ờ vậy hả? Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi rồi anh Tư, lẹ đi anh Tư. Lẹ. Mận ơi, Mận ơi, Mận ơi. Ủa, anh chạy qua chơi hả? Ngồi uống nước đi anh. Dạo này buôn bán được không anh? À, cũng được. Dạo này khỏe không? Dạ khỏe, còn anh khỏe không? Cũng bình thường. Gia đình ở dưới cũng khỏe hả anh? À, anh qua chơi hay có gì không anh? À không có gì. À, à rồi hồi trưa này á anh đi có ghé tiệm sẵn rồi mua cho em một món quà. Trời ơi,
Anh qua chơi thăm em được rồi, còn quà cá làm chi vậy? Đây nè, khăn nè, anh mua tặng cho em đó. Trời ơi, đẹp quá à. Sao, em thích không? Cảm ơn anh nha. À, còn cái này nữa nè. Ờ, trời ơi, còn nữa hả? À, còn cái này nữa nè. Thấy phụ nữ họ đeo nhiều lắm, tặng mận luôn đó. Đeo chơi. Ừ. Sao, sao anh mua cái này cho em? Trời ơi, có gì đâu. Bây giờ anh thấy phụ nữ hay đeo cái này đẹp lắm, nên anh mua vậy mà. Em đâu có phải là người ham vàng bạc gì đâu. Anh làm gì kỳ lắm. Thôi, em nhận đâu. Trời ơi, em sao vậy? Anh đi trả cho người ta đi. Anh không trả là em giận đó. Anh đi về đi. Có gì đâu mà mận. Mận. Mận à. Mận. Anh về đi. Về cái gì mà về? Anh nghĩ là thì anh mua để cho em vui. Mà nếu em không vui thì mai mốt anh không làm vậy nữa. Ha. Cho anh xin lỗi nha. Vậy nha. Mai mốt á, anh đừng có làm gì nữa, em không có thích đâu. Rồi, hiểu. Anh nghe lời ha.